Vũ Quang. Đây là một trong 7 địa phương của Hà Tĩnh được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới từ năm 2014. Tuy nhiên, thời gian gần đây, theo khảo sát đánh giá lại của các đoàn liên ngành, Hương Minh lại là địa phương nằm trong danh sách báo động đỏ về nguy cơ sẽ bị rút bằng chuẩn nông thôn mới. 8 vấn đề được chỉ ra với những yêu cầu cao theo quyết định 05 của Ủy ban nhân dân tỉnh cần phải được bổ cứu rất nhiều so với quy định của thời điểm đạt chuẩn trước đây. Từ giao thông, y tế, môi trường cho đến hệ thống chính trị, tất cả đều đặt ra bài toán không hề nhỏ cho ban chỉ đạo nông thôn mới cấp xã và huyện trong quá trình soát xét củng cố xã chuẩn. Yếu tố con người được đưa ra để bàn thảo, tính toán, làm căn cứ để hy vọng mang đến sự đột phá. Bí thư đảng ủy cũ buộc phải nghỉ việc, chủ tịch ủy ban nhân dân được điều chuyển sang giữ vị trí phó chủ tịch hội đồng nhân dân. Và trưởng phòng nông nghiệp Nguyễn Thành Sơn được tăng cường về giữ vai trò bí thư đảng ủy, đồng thời là chủ tịch ủy ban nhân dân xã. Áp lực công việc trong điều kiện hiện tại là không hề nhỏ với người trong cuộc. Là cán bộ là phải là có cái phương pháp, có cách nhìn, và để làm được như vậy thì ngay từ đầu năm thì phải là xây dựng một cái khung kế hoạch để sát về thực tiễn của từng thôn, từng xóm, và từ đó thì chúng ta bám vào khung kế hoạch để chúng ta tập trung lãnh đạo chỉ đạo. Chỉ sau một thời gian ngắn, hiệu quả của phương án thay thế cán bộ đã được chứng minh rõ. 8 vấn đề mà đoàn liên ngành chỉ ra từ tháng 2 năm 2019 đã lần lượt được tháo gỡ. Những con đường như thế này, trước đây để đạt chuẩn theo quy định cũ chỉ cần 3 mét chiều rộng. Tuy nhiên theo chuẩn mới, hơn 20 km trục đường xã và các ngõ xóm đều phải nâng cấp. Thậm chí nhiều tuyến đường mới còn tiếp tục được ra đời hoặc là hoàn thiện từ chính sách hỗ trợ xi măng của nhà nước và chính sách khuyến khích của huyện, của xã trong thời gian gần đây. Như vậy là dân cảm thấy thỏa mãn á. Cái gì cũng vậy, nó có thể là hoàn hảo, mắng có thể là bình thường được. Cán bộ tích cực và duy trì gọi là cái nếp sống văn minh và cái môi trường sạch sẽ như lâu nay thì để người dân là còn nói theo. Môi trường nông thôn, chỉnh trang vườn hộ, khu dân cư mẫu cũng là vấn đề đã được lưu tâm do có dấu hiệu chứng lại. Thôn hợp lý, địa bàn được xem là khó khăn nhất. Đây những điểm vướng về nguồn lực cũng như các điều kiện để xây dựng khu dân cư mẫu. Lại bắt đầu những ngày lăn lộn, vận động, từ người đứng đầu đến cả hệ thống chính trị, lại gõ tận nhà ra từng đối tượng, thổi hôn cho phong trào bằng nhiều cách khác nhau. Hỗ trợ kinh tế, rời dọn, vườn hộ, vận động nhân dân xây dựng vườn mẫu, kêu gọi con em xa quê đóng góp kinh phí để chỉnh trang khu dân cư. Hợp lý, đang đổi thay rõ rệt từ điều kiện hạ tầng đến chất lượng sống sau mỗi tường rào hộ gia đình. 8 thôn thì thôn hợp lý là thôn như vậy là xa mà như vậy là gặp rất nhiều khó khăn. Đứng về nói chung là địa giới cũng như cái vấn đề sinh hoạt thì khó khăn, nhưng mà vừa qua được sự chỉ đạo trên thì trong vấn đề xây dựng nông thôn mới thì như vậy cho hợp lý, vừa qua là đã đứng lên như vậy là trỗi dậy như vậy là nhờ cái phong trào chung của đây. Như vậy là Hương Điền, huyện Vũ Quang là địa phương nằm trong lộ trình sáp nhập với xã Sơn Thọ theo tinh thần các chủ trương nghị quyết của Trung ương, của tỉnh về sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã. Đây cũng là đơn vị duy nhất còn lại của Vũ Quang sẽ phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới trong năm nay. Đến thời điểm hiện tại, đã có 17 trên 20 tiêu chí cơ bản đạt yêu cầu đề ra. Trong 3 vấn đề còn lại là thu nhập thủy lợi và vườn mẫu, khu dân cư mẫu, thì bài toán trăn trở nhất vẫn là câu chuyện thu nhập bởi những đặc thù của một xã tái định cư. Xác định từng cái lộ trình, cách làm, trong đó trọng tâm trong thời gian qua đó là những cái vấn đề đối với hộ dân chỉ đạo rồi tự chủ, cha đã tìm huy động các nguồn lực đó đầu tư vào xây dựng các cái mô hình cây và con, nhấn mạnh các cái vấn đề đó là về phát triển kinh tế vườn hộ, nâng cao thu nhập với mục tiêu là lấy ngắn nuôi dài để từng bước là cho thu nhập gần 29 triệu đồng mỗi người trên năm. Để phấn đấu đạt 33 triệu đồng vào cuối năm nay không phải là điều dễ dàng. Các mô hình phần lớn mới manh nha, mạnh nhất là cây ăn quả sau mấy năm an cư, giờ mới vào thời kỳ bói quả. Bắt đầu từ việc nghĩ cách lấy ngắn nuôi dài, tập trung chính sách đầu tư và hỗ trợ các mô hình mới như nuôi ong, nuôi hươu và nhiều loại cây ngắn ngày khác. Cán bộ đảng viên đi đầu bước trước, Chủ tịch Hội Nông dân Nguyễn Hoàng Minh được cử đảm nhận thêm bí thư chi bộ thôn Hoa Thị,
để đồng hành, cầm tay chỉ việc từ những mô hình mới như thế này. Thậm chí là những giáo viên như cô Hoàng Thị Phượng cũng là hạt nhân cho vùng kinh tế mới. Bà con phấn khởi, yên tâm dần với cuộc sống mới, cũng từ những đổi thay thiết thực với đời sống của họ. Như tháng đấy năm 2013 đến dư gì là chỗ đang xã thì đang hoang, đời sống thì cũng là tướng đối. Bây giờ thực tế mà so với cái thời gian bắt đầu vào khu tái định cư này thì người dân cũng rất lo lắng. Nhưng mà tới bây giờ thì cũng đã đi vào ổn định cuộc sống và làm ăn bắt đầu đã có thu nhập. Ở đó cũng thế, chỉ có người thôi, chất đất thì nóng phù lòng người đâu. Mình bỏ công bỏ sức thì sẽ có kết quả, có thu nhập, kể cả các cái cây trồng vật nuôi như thế cũng được. Từ thực tiễn xây dựng nông thôn mới tại Vũ Quang đã cho thấy chính cán bộ là yếu tố quan trọng để tạo ra nhiều điểm mới, thậm chí là có nhiều tư duy đột phá cho phong trào tại cơ sở. Cán bộ mạnh còn biết tập hợp và khơi dậy sức mạnh tập thể, phát huy được vai trò làm chủ của nhân dân, làm nên nhiều dấu ấn mới. Quá trình xây dựng nông thôn mới càng cần những con người lăn lộn, sát phong trào và hiểu cơ sở để tạo ra những thước đo trên từng tiêu chí. Không phải ngẫu nhiên mà nhiều xã khó khăn như Hương Quang vẫn vững vàng đạt chuẩn, càng không phải dễ dàng để những xã như Hương Thọ sau một thời gian dài trầy trật lại dễ dàng bứt phá vươn lên. Đặt con người đúng chỗ và chọn đúng việc để triển khai, hiệu quả đã được thấy rõ. Qua cái việc luân chuyển cán bộ trưởng các phòng ban cấp huyện về cơ sở thì cái động lực của cán bộ, cái sự khách quan vô tư công tâm của cán bộ đối với cái từng địa phương thì đã tạo ra cái chuyển biến vượt bậc đối với các đơn vị được tăng cường. Nó tạo ra cái diện mạo chung, cái thành tích chung về xây dựng nông thôn mới ở huyện Vũ Quang. Trong khoảng gần 5 năm trở lại đây, tại huyện Vũ Quang, chỉ riêng việc luân chuyển tăng cường cán bộ chủ chốt của huyện với các vai trò là huyện ủy viên, trưởng các phòng ban chuyên môn về với cơ sở đã lên đến trên 10 lượt người. Nội tại từng địa phương buộc phải luân chuyển vị trí khi không hoàn thành nhiệm vụ hoặc là không tạo ra hiệu quả trong lãnh đạo chỉ đạo cũng là không hề ít. Các đơn vị được lựa chọn phần lớn đều là những địa phương khó khăn về cả nội lực thực tại và phương pháp điều hành quản lý của cán bộ cơ sở. Tư duy mới, phương pháp lãnh đạo, cách thức làm việc được thay đổi. Phong trào được duy trì, chất lượng từng tiêu chí và nỗ lực xây dựng nông thôn mới sẽ càng được chú trọng hơn trong quá trình xây dựng xã nông thôn mới nâng cao. Theo quyết định số 4800 của Bộ Công Thương, thì cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn, bao gồm chợ nông thôn hoặc cơ sở bán lẻ khác như siêu thị mini, cửa hàng tiện lợi, cửa hàng kinh doanh tổng. Theo đó, xã được công nhận đạt tiêu chí cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn khi có chợ nông thôn trong quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt và đạt chuẩn theo quy định. Có siêu thị mini hoặc cửa hàng tiện lợi, cửa hàng kinh doanh tổng hợp đạt chuẩn theo quy định. Đến tháng 6 năm 2019, trên địa bàn toàn tỉnh có 180 xã đạt chuẩn tiêu chí hạ tầng thương mại nông thôn. Trong đó có 106 xã có chợ đạt chuẩn, 74 xã có siêu thị mini, cửa hàng tiện lợi, cửa hàng kinh doanh tổng hợp. Trước đó vào thời điểm năm 2010, toàn tỉnh không có chợ đạt tiêu chí chợ nông thôn. Đến năm 2015 mới chỉ có 35 chợ đạt chuẩn. Tháng 12 năm 2017, chợ Đồn thuộc thôn Tân Đông, xã Thạch Điền, huyện Thạch Hà được sửa sang và mở rộng trên diện tích 6.000 m2 với vốn đầu tư 18 tỷ đồng. Công ty cổ phần xây dựng Hồng Sơn trực tiếp đầu tư và quản lý. Với việc hoàn thiện cơ sở hạ tầng của chợ và các tiêu chí khác, Thạch Điền, từ một xã vùng núi thuộc diện khó khăn của huyện Thạch Hà, đã xuất sắc vươn lên đạt chuẩn nông thôn mới vào cuối năm 2018. Nằm trên trục đường tỉnh lộ 17, từ khi chợ Đồn mới đi vào hoạt động, người địa phương và các xã lân cận đến giao thương buôn bán tấp nập hơn. Trong chợ, các mặt hàng được bày bán phong phú, đa dạng, tạo thuận lợi cho người dân tham quan mua sắm. Cả vùng này chỉ có cái chợ đây là nhất, buôn bán thuận tiện. Sống một phiên chợ là tất cả môi trường là làm sạch luôn. Để giữ vững và nâng cấp tiêu chí hạ tầng thương mại nông thôn, chính quyền xã Thạch Điền thường xuyên kiểm tra đôn đốc doanh nghiệp quản lý chợ Đồn thực hiện đúng các quy định, đảm bảo khang trang, sạch đẹp, tuân thủ các nguyên tắc về vệ sinh môi trường, an toàn cháy nổ.
sau khi kết nối để đầu tư của doanh nghiệp vào thì chờ là được lột xác, được góp phần thứ nhất là thu ngân sách, tạo công ăn việc làm và là thu hút được cái lao động, do đó là cũng đạt được một trong cái tiêu về cái chợ nông thôn. Tại những địa phương không quy hoạch chợ, Ủy ban nhân dân các xã đã tiến hành rà soát danh sách hộ kinh doanh trên địa bàn, lựa chọn danh sách cửa hàng tiện ích, cửa hàng kinh doanh tổng hợp, đồng thời chỉ đạo, vận động, hướng dẫn, hỗ trợ các hộ kinh doanh, chỉnh trang, nâng cấp, đáp ứng các yêu cầu của tiêu chí. Trong năm 2018, đã có hơn 30 cửa hàng tiện lợi và trên 120 cửa hàng tạp hóa được đầu tư xây dựng, nâng cấp, cải tạo, đạt chuẩn theo quy định. Trên lộ trình phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới, năm 2018, xã Phú Lộc, huyện Can Lộc đã hướng dẫn và hỗ trợ cửa hàng tạp hóa Duyên Dũng tại thôn Tân Tiến xây dựng đạt chuẩn theo tiêu chí nông thôn mới. Với việc mở rộng diện tích kinh doanh hơn 100m² và hơn 200 mặt hàng, cửa hàng tạp hóa Duyên Dũng không những đạt chuẩn mà còn trở thành địa chỉ mua sắm thuận tiện cho người dân địa phương. Đúng, mặt hàng phong phú đa dạng, đầy đủ, nói chung là cân to có to mà nhỏ có nhỏ. Trước đây thì cũng chưa có thì phải đi xa. Đúng, khách hàng thì họ đến một lần thì họ quen rồi, thì họ cứ hàng tự chọn nên họ cứ vô chọn hàng vậy thôi, nên là dễ, họ cảm thấy họ mua hàng họ thoải mái hơn. Hiện toàn xã Phú Lộc có 12 cửa hàng tạp hóa, trong đó có 5 cửa hàng đạt chuẩn, đáp ứng được nhu cầu mua sắm cho người dân. Những cửa hàng tiện lợi này đều cung ứng đầy đủ các mặt hàng thiết yếu cho cuộc sống với giá cả hợp lý nên đã thu hút được một lượng khách lớn và là yếu tố thúc đẩy nền kinh tế của địa phương. Các cái ký ở các cái cửa hàng tập hóa khác giá cả là chân nhắn mậy, cho nên là bà con rất là thuận tiện để về cái phần để sau khi mà các cái ký ở phát triển đến các cái đời sống kinh tế vật chất tinh thần của bà con được cải thiện rất là. Những ngày này tại thôn Tân Phong, xã Thạch Bàn, huyện Thạch Hà, công trình siêu thị mini Thức Cảnh của vợ chồng anh Trần Văn Cảnh đang được đẩy nhanh tiến độ thi công. Siêu thị mini 2 tầng có diện tích 200m², dự kiến sẽ khai trương vào cuối tháng 7 năm 2019. Đây là công trình điểm được lựa chọn để đạt chuẩn tiêu chí số 7, tiêu chí hạ tầng thương mại nông thôn của xã Thạch Bàn vào cuối năm 2019. Trước đây, hai vợ chồng anh Trần Văn Cảnh kinh doanh tại một cửa hàng tạp hóa nhỏ trước nhà. Các mặt hàng còn ít và chưa được đầu tư sắp xếp. Đầu năm 2019, cùng với sự hỗ trợ 200 triệu đồng của chính quyền địa phương, anh chị đã đầu tư hơn 500 triệu đồng để xây dựng công trình siêu thị mini trên khu đất của gia đình. Công trình sau khi đi vào hoạt động sẽ là địa điểm thuận lợi phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân trên địa bàn. Khi mà có được siêu thị là sẽ có nhiều mặt hàng hơn ạ. Là mình kiểu bây giờ mình đi chợ cũng xa, thì đi cái thành phố cách đây thì cũng mấy cây xa. Bây giờ có cái siêu thị thì nói chung là có nhiều mặt hàng hơn, tất cả những cái đồ mặt hàng của trẻ con với nó thuận tiện hơn cho người dân ở đây. Thì cũng hy vọng rằng là ở cửa hàng làm ăn phát đạt, có như để đây là ở đây thì để phục vụ nhân dân, vừa nữa là đổi thay cái nông thôn ở đấy và hơn nữa là phục vụ cho gia đình là có thêm thu nhập. Trong quá trình hoàn thiện tiêu chí hạ tầng thương mại nông thôn, nhiều địa phương đã vận động và kêu gọi doanh nghiệp đầu tư xây dựng, nâng cấp, cải tạo chợ, siêu thị, cửa hàng tiện lợi theo hướng văn minh, hiện đại. Từ đó thúc đẩy quá trình giao thương, trao đổi hàng hóa, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, làm thay đổi diện mạo nông thôn. Tuy nhiên thực tế cho thấy, một số chợ nông thôn, siêu thị mini, cửa hàng tiện lợi sau khi xây dựng xong vẫn chưa phát huy tối đa hiệu quả, chưa được quan tâm đầu tư nâng cấp, sửa chữa thường xuyên. Năm 2016, Hợp tác xã Trường An được Ủy ban nhân dân xã Cẩm Thịnh, huyện Cẩm Xuyên chấp thuận đầu tư và quản lý chợ Cẩm Thịnh. Tuy nhiên sau gần 4 năm hoạt động, Hợp tác xã Trường An hầu như không đầu tư nâng cấp. Cho nên trong tiêu chí cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn, chợ Cẩm Thịnh đến thời điểm hiện tại còn 3/5 tiểu tiêu chí chưa hoàn thành. Đó là niêm yết sơ đồ bố trí ngành hàng tại chợ, trồng mới 10 cây bóng mát và cử cán bộ, nhân viên quản lý chợ tập huấn nghiệp vụ theo quy định.
trong cái vệ sinh môi trường thì tất nhiên là mình đang thuê phải thuê xe chở rác, thì tất nhiên bây giờ chỉ khoảng 5-7 ngày thì người ta chở một lần. Đây là vệ sinh môi trường, còn về những cái bản liếm được giá cả là vì có, nhưng mà hiện tại thì có chỗ nó mới bay chứ làm được. Chợ Cẩm Thịnh với diện tích hơn 3.400 m², có 60 hộ thường xuyên buôn bán, nhưng do không được quy hoạch nên các buổi họp chợ thường xuyên diễn ra trong tình trạng lộn xộn, mất an toàn giao thông. Bên cạnh đó, công tác vệ sinh môi trường không được thực hiện theo quy định, nên để xảy ra hiện tượng rác thải ùn ứ, hệ thống mương thoát thải mất vệ sinh. Về mà làm mà để nông thôn mới thì mình phải cải thiện hơn, để dù sạch đẹp, môi trường sạch đẹp mà hẳn vô khốn khổ hơn. Nhưng mà đấy thì dư người dân là cũng vừa là đa số là bán hàng của dân mình, thành ra là chỗ nào mà rảnh rảnh là họ cứ ghé đó ngồi thôi. Ủy ban xã thì kiểm tra cũng nhắc nhở thường xuyên, nhưng mà trong quá trình sắp xếp cái hàng hóa thì có những lúc là người ta tự phạt, nhiều cái hàng hóa nó không cố định tự phạt, cho nên là cái chỗ ngồi nó không cố định, cho nên là có đôi lúc nó chưa được cho nó ngăn nắp. Có thể nói hệ thống chợ nông thôn, siêu thị mini, cửa hàng tạp hóa, cửa hàng tiện lợi đang ngày càng phát triển là xu thế tất yếu của sự phát triển. Gắn liền với xây dựng nông thôn mới, hệ thống hạ tầng thương mại nông thôn trở thành thước đo cho sự sôi động của đời sống sản xuất kinh doanh. Mặc dù vậy, trong quá trình triển khai thực hiện tiêu chí số 7 vẫn còn nhiều vướng mắc. Tại các xã miền núi biên giới, rất khó huy động vốn từ xã hội, trong khi nguồn vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước cho phát triển cơ sở hạ tầng thương mại vẫn còn nhiều hạn chế. Một số cán bộ cấp xã còn lúng túng trong quá trình chỉ đạo thực hiện tiêu chí số 7. Việc thực hiện cái chuyển đổi mô hình quản lý từ doanh nghiệp hợp tác xã tại một số chợ còn mang tính hình thức. Phương thức hoạt động của một số hợp tác xã doanh nghiệp quản lý chợ còn nhiều cái bất cập, hiệu quả thấp. Tại một số địa phương là không quy hoạch chợ. Quá trình hoạt động nhiều cơ sở kinh doanh là tạp hóa vẫn không chú trọng đảm bảo cái duy trì đúng các quy định của cái tiêu chí, như bố trí sắp xếp trưng bày hàng hóa gọn gàng, khoa học, thực hiện cái niêm yết giá theo quy định. Để hệ thống thương mại nông thôn tiếp tục phát huy hiệu quả, đáp ứng được nhu cầu của người dân trong xu thế mới, Sở Công Thương tiếp tục kêu gọi các nguồn đầu tư thực hiện quyết liệt chủ trương chuyển đổi mô hình quản lý gắn với xã hội hóa đầu tư chợ, tăng cường công tác kiểm tra giám sát việc thực hiện tiêu chí số 7 tại một số địa phương. Có như vậy, hệ thống thương mại nông thôn mới thực sự là tiêu chí làm thay đổi diện mạo nông thôn cũng như thói quen mua sắm, tiêu dùng của người dân.